Rồi ok, rất là tuyệt vời. Gửi là chào đến uh, tất cả các anh chị em ở trong buổi Zoom. Uh. đó Tối ngày hôm nay, chúc tất cả anh chị em của chúng ta có cái buổi tối trang năng lượng thành công, giàu có, hạnh phúc với mạnh trọng vàng. Uh, và chúng ta cũng cùng với tối anh chị nha, gửi lời cảm ơn tới uh, doanh nhân Hồng Yến đã đồng hành cùng chúng ta cho phần khởi động đầu giờ, đúng không ạ? cũng như rèn luyện thông quen của những người thành công. Uh, gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức vì đã hỗ trợ phòng Zoom của mình. Gửi lời cảm ơn tới những vị, những vị quý nhân đã gieo duyên rất là cười khôi, uh, giúp ta biết môi trường câu lạc bộ và gửi lời cảm ơn tới chính bản thân của mình vì đã lựa chọn sự phát triển của anh chị nha và tôi cũng chúc mừng cho tất cả các thành công của các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay à, và giờ à, chúc là tất cả chúng ta thành công nói tiếp thành công thành công à, đại thành công và những cái thành công ngày hôm nay sẽ nhân lên gấp 100 lần một nghìn lần vào ngày mai và xuyên suốt trong tháng 12 này để chúng ta cùng nhau chinh phục mục tiêu tháng 12 anh chị nha rồi rất là tuyệt vời à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rất buổi phép màu ra quyết định cho cái kết quả mà chúng ta mong muốn nhận vào trong buổi zoom tối ngày hôm nay là gì Được mà à, hãy tập trung tâm trí của mình vào mục tiêu tài chính 30 ngày của tháng 12 anh chị nha hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được rồi được không, anh chị ơi rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại hình dung tưởng tượng về cái mục tiêu tài chính 30 ngày của mình hoặc bất kỳ mục tiêu nào mà các anh chị đang mong muốn uh, ưu tiên tập trung để đạt được trong tháng 12 này được không ạ à? rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha Rồi chúng ta cùng nhau quay trở lại anh chị nha Rồi cho tôi hỏi là Trong những ngày vừa qua đúng không ạ ở Bao trong số anh chị chúng ta Đã và đang rèn luyện Rất là tốt cái việc làm chủ tâm trí của mình Làm chủ lời nói của mình, làm chủ cảm xúc của mình Cũng như làm chủ cái hành động của mình Luôn hướng tới những điều tốt đẹp tích cực Cũng như ước mơ mục tiêu của mình Những cái điều mà chúng ta mong muốn rồi Các anh chị comment tôi đã Bao trong số anh chị chúng ta đã thấy là Mình luyện tập nó đã tốt hơn rồi ạ À, chúng ta vẫn uh, vẫn đang duy trì cái uh, 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 gọi là gì, uh, duy trì uh, cái thói quen là làm chủ tâm trí, lời nói, cảm xúc và hành động của mình rồi anh chị ơi. Chúng ta có biết là mình đang nói gì không ạ? À? Uh, trước khi mình nói mình có biết mình đang nói gì không và trước khi mình nghĩ mình có biết là mình đang nghĩ gì không? Mình làm cũng thế anh chị nha, mình làm hay là mình hành động, mình có cảm xúc hay mình nói gì chúng ta cần phải biết là phải biết được rằng là gì? Cái điều này uh, khi mà chúng ta nghĩ về cái này nói cái điều này ra hay là mình có những cái cảm xúc với những cái điều này thì nó giúp mình đạt kết quả đạt được mục tiêu của mình hay nó làm cho mình rời xa mục tiêu của mình anh chị à, chúng ta cần phải đặt ra cho mình những cái câu hỏi anh chị nha để mà chúng ta có được những cái sự lựa chọn tốt hơn à, chứ không phải là như ngày trước là muốn nghĩ gì nghĩ muốn nói gì nói nha muốn làm gì làm không được anh chị bởi vì cái cái thói quen là làm theo phản xạ và cái phản xạ trước giờ của mình là phản xạ À, làm cho mình rời xa mục tiêu của mình thì bây giờ chúng ta biết rồi chúng ta cần phải luyện tập cho mình những cái thói quen mới và để luyện tập những cái thói quen mới mà tôi vừa chia sẻ các anh chị chúng ta cần phải có cái sự tỉnh thức là chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo anh chị nha luôn tỉnh thức nghĩa là mình phải có sự tập trung à, là mình phải biết mình đang làm cái gì đang nói cái gì và đang có những cái cảm xúc gì là mình phải quan sát anh chị À, mình phải quan sát, mình phải có sự tập trung, có sự tỉnh thức thì mình mới biết mình mới có thể làm chủ được tâm trí, lời nói cũng như hành động của mình luôn hướng tới những cái điều tốt đẹp và tích cực. Được rồi, anh chị ơi, chứ không phải là học giờ học gym của câu lạc bộ xong, học các buổi gym của câu lạc bộ xong à, chia sẻ các anh chị về cái việc làm chủ à, tâm trí, lời nói, hành động của mình xong rồi mình ghi chép cho đã đời luôn. Xong cuối cùng là hết giờ kết thúc gym đóng vở lại, không nhớ gì hết anh chị nên nhớ là kiến thức cái chưa phải là sức mạnh anh chị nha kiến thức chỉ là sức mạnh khi và chỉ khi mình ứng dụng và tạo ra kết quả thôi được không ạ à? à? chứ kiến thức thì nó chỉ là kiến thức thôi chứ cho cho nên là đó do vì sao mà có rất là nhiều người đọc sách đấy anh chị họ không có thành công và họ bị mất niềm tin và họ nói rằng anh nếu mà đọc sách mà thành công thì chắc là cả thế giới giàu hết rồi đúng là như vậy anh chị nha nhưng tất cả những người thành công không ai không đọc sách cả. Quan trọng là mình đọc mình phải đi đôi với hành hành động anh chị. Và người Do Thái có một câu anh chị trí tuệ sống là trí tuệ tạo ra tiền, tài sản và của cải vật chất. Còn trí tuệ mà chỉ học để có thôi mà không tạo ra tiền là trí tuệ không sống anh chị. Cho nên là chúng ta phải đo lường. Nếu mình nói mình biết, mình hiểu mình giỏi cái kiến thức đó thì mình phải được đo thì cái kiến thức đấy nó phải được đo lường bằng kết quả anh chị nha à, kết quả là tiền trong túi và tài sản trong tay cho nên chúng ta cần ứng dụng vào trong cuộc sống của mình những kiến thức mà mình đã được học đã được đọc à, đó vậy tại sao mà chúng ta có môi trường ở cùng nhau rèn luyện còn nếu mà mình không có môi trường anh chị thì nhiều khi là mình cũng lúc nhớ lúc quên ấy. rồi ứng dụng nhiều khi không biết đúng hay không đúng đúng mà mình không biết là cho dù mình biết là ừ nó không ra kết quả thì mình biết là không đúng rồi nó nhưng mình mình không biết nó không đúng chỗ nào nhưng mà khi chúng ta có những cái người bạn đồng hành có những người thầy tuyệt vời đi trước đúng không ạ rồi có một môi trường học tập cùng nhau rèn luyện mỗi ngày các buổi zoom thì mình sau khi mà các anh chị tham gia vào zoom thì các anh chị sẽ biết được rằng a vì sao mình ứng dụng chưa có kết quả và mình có những người bạn đồng hành để mình hỏi còn ngoài kia mình hỏi đâu có ai biết đâu anh chị được, anh chị ừ. Cho nên là một trong những cái chìa khóa để giúp cho các anh chị thay đổi được cuộc sống của mình ấy, hướng tới cái cuộc sống mà như các anh chị mong muốn ấy, chính là chúng ta cũng phải làm chủ được tâm trí, suy nghĩ và lời nói cũng như hành động của mình mỗi ngày anh chị nha. Luôn hướng tới cái kết quả mà, kết quả mà mình mong muốn. Và chúng ta phải tập trung vào cái kết quả mà chúng ta mong muốn bởi vì nếu mà các anh chị thấy được cái kết quả bên ngoài của mình ấy mà đang thu hút những cái điều mà mình không muốn thì các anh chị phải hiểu rằng là mình đang có những cái suy nghĩ lời nói hành động đang không hướng tới cái điều mình mong muốn cho nên có rất nhiều anh chị nói yếu tố như vậy nè em ơi chị đâu có nghĩ về cái việc này đâu mà tại sao cái việc này đến với chị à em ơi chị đâu có nghĩ tới cái việc này đâu mà tại sao cái việc này vẫn đến với chị có anh chị nào trước đây em ta cũng hay đặt câu hỏi như thế không ạ và tôi có chia sẻ anh chị một cái à, Rất là kỹ cái điều này anh chị nha Là trong vũ trụ này chỉ có hai trạng thái Chỉ có hai um, Hai tầng số cảm xúc thôi à, đó, tần số cảm xúc đầu tiên là tích cực Tích cực anh chị nha Và thứ hai là không tích cực Được không ạ à? Thứ hai là không tích cực Cho nên là những cái gì mà Nó cùng tần số có nghĩa là những cái mà không tích cực nó sẽ giống nhau nó sẽ ở cùng nhà với nhau anh chị và những cái mà không những cái mà tích cực thì nó sẽ ở cùng nhà với nhau cho nên có thể anh chị không nhất thiết anh chị phải nghĩ chính xác cái chuyện đó thì nó đến cái chuyện đó đâu chỉ cần mình nghĩ những cái điều không tích cực thôi thì trong cái nhà mà cảm xúc mà tần số cảm xúc không tích cực ấy nó có cái gì mà giống giống như vậy anh chị nha nó hút về mình hết à, hay là chúng ta có những cái cảm xúc tích cực đúng không nhiều khi chúng ta nghĩ cái điều này nhưng mà cái điều khác nó đến nhưng mà nó vẫn làm cho mình nhân đôi niềm vui đã vui rồi còn vui hơn anh chị đã thành công rồi còn thành công hơn bao trong số anh chị chúng ta đã đã từng trải qua những cái lần như thế ạ à? đang rất là vui luôn tiện thành công nói tiếp thành công thành công đại thành công ạ à. và nhiều khi mình nói ôi chuyện này chưa chưa xong rồi chuyện khác lại đến niềm vui nhân đôi xong hỷ lâm môn lâm môn đúng không ạ à? Thậm chí là nhiều anh chị nói thật với em luôn á Chị chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ đạt được cái điều này luôn ấy Có được cái này luôn mà tự nhiên nó đến một cách bất ngờ luôn Dạ vâng thì bởi vì nó cùng tần số ấy, anh chị Nó cùng tần số với những điều tốt đẹp nha Thì trong cái ngôi nhà tốt đẹp có cái gì thì Thì nó cho hết Bao trong số anh chị chúng ta hiểu comment tôi ạ Cho nên là mình chỉ cần nhìn vào cuộc sống của mình Nhìn vào cái kết quả của mình Kết quả về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ của mình Đang dư giả đủ đầy Ờ, đang hay là đang thiếu đang chật vật đang lay hoay đang căng thẳng thì các anh chị sẽ biết được rằng là năm giác quan của anh chị đang cho đi đâu rồi đó hôm nay cho tâm trí đi đâu chơi mắt mũi nè tâm trí nè rồi mắt nè miệng nè rồi cảm giác xúc nè cảm nhận nè rồi hành động nè đang hướng tới cái gì nha anh chị và cái việc mà chúng ta cho nắm chấp quan của mình được phép chọn những cái được tiếp xúc với cái gì anh chị đó chính là sự lựa chọn anh chị đó chính là sự lựa chọn anh chị nha suy nghĩ của mình thì nó không có mất tiền mua những cái lựa chọn của mình thì không mất tiền mua không ai đánh thuế anh chị nhưng mà nó không hề miễn phí anh chị nha nghĩa là nó không mất tiền để mình mua đó nhưng mà nó không hề miễn phí Tại vì một nó sẽ tạo ra tài sản và hai nó sẽ tạo ra tiêu sản. Cho nên thành ra các anh chị phải lựa chọn thật là kỹ nha. Tại vì ngày xưa mình thích nói gì, nói muốn nghĩ gì, nghĩ muốn làm gì làm. Làm theo cảm xúc thôi. Thấy sướng thì làm. Bây giờ mình mình chỉ làm những cái điều mà nó hướng tới cái mục tiêu ước mơ của mình thôi. Dù anh chị ơi. Không phải là mình thích nói gì, nói nghĩ gì, nghĩ làm gì làm cho nó sướng là trong cái thời điểm đó là gì. Mình cảm xúc quá cái thành ra là mình có những cái lời nói có những cái suy nghĩ có những cái hành động nó không có được tích cực à. mà nó làm cho mình rời xa mục tiêu của mình thì khi mà mình gặp những cái trường hợp như thế thì mình cần phải gì nhớ nguyên tắc 90 giây nha à, nguyên tắc 90 giây anh chị hoặc là trước khi mình làm mấy hay mình nói hay mình nghĩ thì mình phải đặt câu hỏi là thấy những cái người thành công và giàu có thì họ đứng trước cái tình huống này họ làm cái gì họ có những suy nghĩ gì là nói gì và hành động như thế nào họ có có cái họ có cách ứng xử và phản ứng giống như mình không được không à chứ không phải là ngày trước mình không biết thì không nói còn bây giờ mình biết rồi mình phải gì à? lựa chọn cho thật kỹ anh chị nha quyền năng lớn nhất của quyền năng lớn nhất của con người chính là quyền năng được lựa chọn và ra quyết định và thời khác anh chị ra quyết định thì số mệnh của mình được hình thành cho nên hãy lựa chọn uh, những cái suy nghĩ những cái lời nói cũng như những cái hành động làm sao mà giúp cho mình đạt được những cái điều mình muốn được không anh chị ơi Ở trong số anh chị chúng ta cam kết là mình chỉ lựa chọn những cái suy nghĩ lời nói hành động mà giúp cho mình đạt mục tiêu của mình thôi thì các anh chị của mình thôi À, chúng ta nhớ là khi các anh chị tham gia vào môi trường câu lạc bộ ấy, thì các anh chị sẽ được học những cái bộ tư duy và niềm tin cũng như là các bí kíp ứng dụng thành công của những người thành công trên thế giới. À, thì việc của chúng ta là cần phải ứng dụng mỗi ngày anh chị nha. Ứng dụng từ trong những cái việc gì à, thì trong cái việc nhỏ nhất luôn. Được không ạ? À? Ừ. Cho nên chúng ta cần phải ghi chép lại nha. Chứ mình không làm theo phản xạ cũ hay thói quen cũ nữa mà mình cần phải bắt đầu làm theo những thói quen mới và phản xạ mới. Và có thể là những cái ngày đầu tiên ấy, thì có thể là mình chưa có quen. Nhưng mà khi cái anh chị rèn luyện cho mình ấy từ những cái việc nhỏ nhất, à, từng ngày, từng ngày một thì dần dần nó sẽ giờ trở thành cái thói quen của mình và trở thành cái phản xạ của mình. Và dần dần bên trong nó có thì bên ngoài sẽ bắt đầu hiển lộ anh chị nha. Ừ, bên trong thay đổi thì kết quả bên ngoài sẽ bắt đầu thay đổi. Được anh chị ơi. Rồi và trong cái ngày số 11 ngày hôm nay anh chị, thì tôi sẽ chia sẻ anh chị một cái nội dung rất là quan trọng anh chị nha. À, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sáu quy luật của vũ trụ, sáu quy luật của vũ trụ anh chị. cái điều rất quan trọng bởi vì sao ạ? À? ơi chúng ta đang sống trong một cái vũ trụ anh chị, à, một cái vũ trụ bao la thì đến ở một nơi nào đó anh chị ha thì cũng có các quy luật và quy định riêng tham gia giao thông thì có những quy định và quy luật của cái nơi mà chúng ta tham gia giao thông nếu mà mình đi không đúng luật ấy, thì sẽ không có an toàn cho mình và những người xung quanh đúng không? ạ? khi anh chị đi làm hay đi học thì cũng có những cái quy định quy tắc riêng của cái nơi chúng ta làm và những và cái nơi mà chúng ta dạ, uh, cái nơi mà chúng ta học ở trường, nơi đi làm đi học và công ty. nếu mà chúng ta làm đúng thì mình sẽ được khen thưởng. còn nếu mình không làm đúng thì sao anh chị? dạ vâng nếu đi học thì là bạn kiểm điểm, còn nếu đi làm thì sẽ bị nhắc nhở thậm chí là nếu mình nhắc nhở nhiều quá là uh, công ty sẽ sa uh, thải mình luôn còn đi học nếu mà bị nhắc nhở nhiều quá thì sẽ bị hạn hành kiểm đúng không và trong vũ trụ cũng như vậy uh, chứ không phải mình nói rằng là uh, vũ trụ này mình muốn sống sao cũng được anh chị không có đâu nếu mà hành tinh này vũ trụ này mà không có các quy luật các anh chị thì chắc là chúng ta sẽ không an toàn đâu anh chị nha và chắc là tất cả mọi việc trên thế giới này sẽ không có diễn ra một cách tuyệt vời như vậy được nha À, cho nên là việc của chúng ta là cần phải học luật, hiểu luật và làm đúng luật, được không ạ? À? Dù các anh chị có biết hay không biết, dù anh chị có tin hay không tin, thì cái việc mà các quy luật của trụ nó vẫn đang vận hành từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ. Nó giống như cái việc mà anh chị cầm một cái ly nước, à, một cái chân lý hiển nhiên anh chị nha. À, nếu mà chúng ta buông tay ra thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái ly nước anh chị ơi? nó rơi xuống hình nó nó bay ngược lên ạ à? đúng rồi nó rơi xuống anh chị thì giống như các cái quy luật vũ trụ của anh chị bảo anh chị không biết đúng không anh chị kệ nhưng mà sao ạ à? nhưng mà nếu mà cuộc sống của chúng ta anh chị đang gặp nhiều cái thác gần khánh kiệt về tài chính à, rồi giờ mối quan hệ thì không thuận không hòa hợp sức khỏe thì không không ok thì nó thể hiện cho cái việc là chúng ta đang sống không đúng hoặc không tung theo một trong sáu quy vũ trụ anh chị nha thậm chí có những anh chị là sống không đúng cả sáu cái luôn tùy theo cái tình trạng uh, cái cuộc sống cái kết quả tình trạng cuộc sống hiện tại của mình ấy cái kết quả hiện tại cuộc sống của mình anh chị ở đây cái mức độ nào chính là nó thể hiện cho mình biết được rằng mình đang sống có đúng các quy luật vũ trụ hay không nhưng mà nếu các anh chị sống thuận theo các quy luật vũ trụ thì tài chính anh chị sẽ lúc nào cũng dồi dào dư giả đủ đầy mối quan hệ thì được nhiều người yêu quý quý mến yêu thương quý mến tin tưởng tin cậy sức khỏe thì tuyệt vời luôn thì mình sống đúng các quy luật mà anh chị và các anh chị sẽ thu hút mọi lợi lạc trong cuộc sống đến với mình. Mọi điều may mắn. Quý nhân phù trợ trên hành trình mình đi lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng hơn những cái những người khác anh chị nha. Và giúp anh chị đạt được những cái điều anh chị mong muốn cực kỳ nhanh chóng và thuận lợi luôn. Còn nếu mà sống không mình không hiểu và mình sống đại mình cũng không chịu học, không chịu đọc, không chịu hiểu luôn. Thì mình sẽ thấy cuộc sống mình là lắm lúc thì vui, lắm lúc thì không vui. Đúng không ạ? Và các anh chị cảm thấy rằng là tại sao có những cái việc không may mắn là đến với mình? Còn tại sao người khác lại may mắn như thế? Tại sao người ta lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, dư dả, đủ đầy tiền bạc thì thậm chí có những anh chị nói là tiền bạc để đâu xài cho hết ấy. Thì đó là bởi vì họ đang sống thuận theo các quy luật vũ trụ anh chị nha. Nên việc của chúng ta là trừ khi anh chị sống ở cái hành tinh nào hay cái vũ trụ nào tôi không biết nha. Nếu anh chị đang sống trong cái hành tinh này, trong cái vũ trụ của chúng ta đúng không ạ? vì của chúng ta là cần phải học luật Hiểu luật Làm đúng luật Sống đúng luật thì Mình sẽ có thể đạt được mọi mục tiêu cho cuộc sống của mình Hay là mình thích đi ngược lại à Các anh chị thích làm đúng Sống đúng hay là Các anh chị thích đi ngược lại à? anh chị ơi Và tối hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị trước một quy luật vũ trụ nha. Trong 6 ngày của tuần này thì tôi sẽ đồng hành với các anh chị mỗi một ngày là một quy luật của vũ trụ được không ạ? Và chúng ta học để mà chúng ta cùng nhau ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Để mình có thể làm chủ tâm trí của mình. À, và chúng ta phải luôn luôn nha. Nằm lòng trong trong tay của mình xấu luật này giúp tôi anh chị. Anh chị nào mà làm đúng theo cái gì tôi nói là chỉ cần nằm lòng trong tay của mình. Thuộc lâu lâu luôn. Và biến nó trở thành cái thói quen, cái phản xạ tự nhiên của mình luôn anh chị. Thì cuộc sống anh chị sẽ rất nhiều phút lành bản thân Tú là một người đã từng học về sáu quy luật này mà lúc đó mình chỉ học theo lý thuyết thôi. Mình học và mình dỗ ngực sinh tên là mình cũng biết về sáu quy luật vũ trụ anh chị. Nhưng mà khi đó tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình không bao giờ có trên một không bao giờ có trên 10 triệu anh chị. Lúc nào cũng nằm ở dưới 10 triệu. Có thậm chí là có những tháng là nó âm luôn anh chị nha. Sức khỏe thì da dẻ thì xanh sao. Kim cương thì nổi tùm lum thừa cân nên anh chị nhìn tú vậy thôi chứ ngày trước túi tới sáng mấy cân rồi anh chị nha rồi mối quan hệ thì không hòa hợp với bố mẹ chị em trong nhà thì nói chung là xào xáo trong nhà là mình không nói chuyện với ai anh chị không có hợp với ai hết trơn á ai mà nói chuyện tới mình mình cảm giác như là người ta đang 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 kiểu coi thường mình lúc nào mình cũng suy nghĩ như thế tại lúc đó mình chưa có thành công thành ra mình cảm giác như mọi người xung quanh là đang 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 coi thường mình kiểu kiểu như thế khó ở mà anh chị ngày xưa tôi khó ở lắm chứ giờ anh chị nhìn có thể là gần gũi trò chuyện với anh chị chứ ngày xưa khó ở mà anh chị nha à, người ta người ta nói theo câu ấy chính là ví dụ mà mình uh, lạnh lùng mình khó ở thì nhất có cái vẻ đẹp đúng không mà mình lúc đó chả có gì luôn anh chị tiền không có mối quan hệ cũng không mà sắc đẹp cũng không luôn anh chị <laughs> sắc đẹp cũng không luôn bây giờ tôi cười anh chị còn thấy sống mũi đúng không chứ ngày trước là béo quá là không thấy sống mũi đâu luôn anh chị nha đó thì lúc đó mình cứ nói là à, tôi um, biết sống quy luật vũ trụ tôi là rành sống quy luật vũ trụ lắm, vì tôi học từ năm 2018 rồi anh chị, Thế đó mình tự nhiên mình mình đọc cái quyển sách mà mà mà, mà trí, trí tuệ người do thái và tôi đã được, được thức tỉnh bởi một cái câu mà của người do thái nói là trí tuệ sống là trí tuệ tạo ra tiền bạc và tài sản vật chất, còn trí tuệ không sống là trí tuệ mà không ứng dụng được gì hết Anh chị nghĩ là trí tuệ không sống là nói chung mà là những cái người mà học giả học giả nghĩa là họ học nhưng mà họ họ có lý thuyết thôi chứ họ không có vẫn ở trong cái ngôi nhà bốn bức tường và thiếu thốn và cuộc sống không có được thoải mái dư giả gì hết thế tự nhiên mình nhìn mình mình đọc xong cái trang đầu tiên đó mình nói ủa sao giống người gia thái nó mình vậy ta đó đó là mình cũng hơi cố chấp anh chị chắc không phải đâu chắc là đang trồng cây từ từ nó tới anh chị đó mình còn mình còn bao biện mình còn cố chấp anh chị nha mình còn cố chấp mình nói rằng là gì à, chắc là do mình mới gieo trồng cái hạt giống giàu có từ từ mới nảy mầm mà mình có lạ 6 tháng rồi 7 tháng trôi qua cũng không thấy nảy mầm đâu anh chị mà anh chị biết không khi mà tú nha khi mà tú bắt đầu tú tốt nghiệp được từng cái quy luật đó anh chị chỉ trong vòng có một tháng thôi anh chị nghĩ là nó nó còn hơn 6 tháng trước nữa trong vòng một tháng đầu tiên khi mà tôi bắt đầu kinh doanh thì tôi kiếm được cái thu nhập là 10 triệu và nó tăng gấp đôi anh chị như là cứ mỗi mỗi một tháng nó cứ gấp đôi cái thu nhập của tú lên cho đến một cái thời điểm là gần một năm sau anh chị nha là thu nhập của tú thời điểm đó đã trên chín con số một tháng rồi nghĩa là chín con số thu nhập một tháng là trên 100 triệu anh chị và 6 tháng sau thì tôi mua được ô tô và ở đó tôi mới đầu có anh chị biết cái thời điểm mà khi mà tú tốt nghiệp được sáu cái luật vũ trụ đó thì cuộc sống tôi thay đổi một cách ngoạn mục luôn một cách ngoại mục anh chị nha chứ không phải là 6 tháng trước mình cứ nói là, là gì chắc mình hiểu rồi mình tốt nghiệp rồi mình giỏi mà mình học lâu lâu mình thuộc nằm lòng trong tay nhưng mà sau tháng đó là tiền thì không dương tiền không dương anh chị lúc nào không phải đi vay tiền chấp chỗ này mượn chỗ kia huy động chỗ nọ để mà duy trì anh chị để mà mình duy trì cái sự cố chấp của mình thời điểm đó và mình nghĩ rằng là mình hiểu rồi mình giỏi rồi và mình ý là mình ngon lành á chị Ấy là mình nghĩ là mình giỏi xấu mình hiểu xấu được của chuyện nhưng mà trong túi không có tiền và thời điểm đó mình đã được thức tỉnh bởi một câu nói của của người 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 do thái nói anh chị cái mình nói ờ thế về trí tuệ của mình là trí tuệ không sống rồi giờ học quá trời học luôn đọc quá trời đọc luôn học đờ, gọi là người thành công quá trời luôn khóa nào cũng học thầy nào mình cũng đi cô nào mình cũng tới thế tại sao mà tiền thì ngày càng đi mượn để đi học mà cuối cùng là người ta học thì người ta về người ta ứng dụng người ta gọi là thành công còn mình ứng dụng hoài nóng ra thế thời điểm đó tôi mới đầu tôi bình tĩnh anh chị tôi ngồi tôi gọi là sao ạ à? mình đọc lại mình nghiên cứu lại và mình nghe nghĩa là mình đọc lại mình nghiên cứu lại và mình đọc từ, từ các quyển sách uh, hấp dẫn nè sức mình tỉnh thức nè rồi uh, những quyển sách trang bản tôi chia sẻ anh chị thì tôi mới nhận ra rằng là chàng đáng ơi nghĩa là mình học một đằng nhưng mình ứng dụng này quá anh chị là mình học một đằng nhưng mình ứng dụng một một đằng khác và nó ra kết quả một ngõ học một đằng ứng dụng một nẻo, một nẻo cái kết quả nó ra một ngõ anh chị biết sao là mình hiểu mình hiểu chỉ bề nổi thôi còn mình làm anh chị biết tôi làm gì không và làm theo ý mình là mình học đúng không à, học xong rồi hiểu rồi đó nhưng mà gấp vỡ gấp sách lại coi như bắt đầu phản xạ theo cách mình cách của mình luôn kệ thầy nói kệ cô nói nói gì nói mình cứ để qua một bên mình cứ nghĩ là mình hiểu rồi mình nghe một lần mình nhớ luôn có những anh chị ấy, tại sao mà nói với á, chị chỉ thích nghe livestream mà chị không chép đâu, chị chép chị nhờ học chị học chị phải nghe chị mới nhớ dạ vâng rồi họ đừng hỏi sao mà học hoài, ứng dụng vài mà kết quả không có nha anh chị là giống tú tôi tặng anh chị một câu nè những cái người những ai mà họ nói rằng là họ chỉ giờ Nghĩa là anh chị tự tạo cho mình cái giới hạn nha. Anh chị biết những cái người mù của thế kỷ 21 á, không phải là những người mà không biết đọc, không biết viết đâu nha, mà là những người không chịu học, không chịu đọc, không chịu đọc lại và không chịu học lại. Nếu mà người khác anh chị, một cái tư duy mà giúp tôi hay dõi kết quả của mình đó, đó, nếu mà người khác có được cái kết quả như mình mong muốn, mà mình làm hoài nó không tới, mình làm hoài nó ra, mình đi hoài nó không tới thì chắc chắn có điều gì đó mình không biết. Chúc mừng anh kế nha. Được không anh chị ơi? Anh chị ghi là cái câu đó đi ạ. À? Mặc dù là các anh chị nghe rất nhiều, các anh chị phải đóng khung lại. Và đến khi nào mà các anh chị hiểu hiểu kỹ, hiểu rõ cái câu này á. Thời điểm mà các anh chị hiểu rõ, hiểu kỹ câu này là các anh chị phải có cái kết quả. Ít nhất là nó phải như anh chị mong muốn đã. À, tiền trong túi và tài sản vào trong tay chứ còn mình nói là mình biết mình hiểu mà mình chưa có gì thì nó vẫn là lý thuyết thôi anh chị nha và thời điểm đó tú nhận ra rằng là mình chẳng có gì cả và tú đã hạ cái tôi của mình xuống anh chị và học lại mình coi như 6 tháng trước là mình dạo dạo thôi dạo ngoài hành lang thôi anh chị kiểu kiểu như thế còn giờ mới là nghiêm túc học nè anh chị nghiêm túc học nghiêm túc đọc và như tôi chia sẻ anh chị thì cái tháng đầu tiên khi tôi bắt đầu kinh doanh thì tôi kiếm được thu nhập là 10 triệu. Nhưng mà mừng lắm anh chị nha, so với một năm rồi thất nghiệp mà. Nó à vậy còn đi huy động vốn tiền này tiền kia để đi học cái này cái nọ nữa. Thành ra đối với tôi cái con số 10 triệu ở điểm đó nó rất là, là tuyệt vời, nó, rất là, nó là một cái thành công mà tôi cảm thấy là chứng minh cho mình. Chứng minh cho bản thân mình thấy rằng là mình đã đi đúng hướng rồi. Còn ba tháng ngày mình đi có vẻ như nó không không đúng rồi anh chị nha. Và tháng thứ hai tăng lên 25. Sau đó tháng tiếp theo 50, 70, 80, 100, 2, 100, 200, 200, 300, 400. Và cái đỉnh điểm mà 1 năm sau một năm anh chị, cái đỉnh điểm mà tôi kiếm được cái thu nhập cao nhất ấy. trong một năm, một năm, hơn một năm đó là tổng là gần, nghĩa là cái tháng đó anh chị nha, tôi nhớ là cái tháng cuối cùng của năm 2019. Và chính cái tháng đó là cái tháng quyết định tôi mua ô tô luôn anh chị. Và tháng 10 là tôi đi cho Âu, đúng không? Tháng 10 2019 tôi đi cho Âu và tháng 1 2020 tôi mua ô tô đó. Mày sẽ anh chị. Bây giờ trước hãy xe cái hình lên là truyền cảm hứng cho mọi người đúng không ạ? Hình ảnh mà tôi mua xe đó chính là tôi có thời điểm mà tôi kiếm được 1 tỷ hơn 1 tỷ mốt anh chị nha. Rồi tôi nói rồi, đúng rồi. Có vẻ mua được nhà, mua được xe có vẻ như là đi đúng rồi nè. Còn mấy tháng chờ nay là có vẻ như là đi có vẻ như nó sai sai chỗ nào rồi anh chị nha. Mấy giờ thời điểm đó là nhờ cái câu nói của người Do Thái làm tôi thức tỉnh anh chị. Chứ không mà mình cứ cố chấp vì chắc là một năm, một năm rưỡi cho qua chắc cũng chẳng có gì hết. Đẹp anh chị ơi, bây giờ tôi vẫn đang đi em này nha. Người tình người tình đầu tiên của tôi anh chị. Tuyệt vời không ạ? Bao trong số anh chị hết tuyệt vời của mình tôi vậy ạ. Cho nên ý, các anh chị phải đọc hỏi là nếu mà người khác đang đạt được kết quả mà mình chưa đạt được ấy, nghĩa là có điều đó mình chưa biết anh chị nha. Thấy dáng đẹp không anh chị? Hồi <laughs> nào tôi kiếm cái hình năm 2016 tối tôi cho anh chị xem nha, trời ơi, nhìn giật mình luôn anh chị, không nhìn ra luôn. Thời điểm đó tài chính, sức khỏe, mối quan hệ là coi như là tú chẳng có cái gì trong tay luôn anh chị thời điểm đó mình suy nghĩ mình thậm chí mình còn suy nghĩ bây giờ đi tìm con đường thành công hoài không ra thôi chắc mình đi lấy chồng làm giám đốc cho rồi đi là kiếm chồng đại gia lấy anh chị mà mình nhìn là nhan sắc mình thì cũng không có thành ra lúc đó đi tập gym anh chị nha để mình có cái body đẹp ấy để mình mong rằng là sẽ có ai đó ngó tới mình rồi lấy mình rồi lấy được chồng đại gia anh chị nha nhưng mà rất tiếc là mình cũng mình suy nghĩ rằng lấy chồng đại gia nhưng mà nếu mà mình không có trí tuệ thì thì làm sao hút được cái người đó Thành ra mình nói là mình muốn hút được người đàn ông hoàn hảo thì mình phải là người hoàn mỹ trước đã. Mình cứ yêu cầu là mình theo mình đặt câu hỏi như vậy nè. Một cái người mà họ có tiền, một cái người họ có thành họ thành công ấy thì chắc chắn họ cũng sẽ lựa chọn một cái người vợ, một cái người bạn đời là cũng có trí tuệ giống như họ luôn. Chứ họ không phải nào mà họ họ cưới một cái cổ máy xây tiền đó anh chị nha. Mà họ phải kiếm họ cưới một cái người mà cùng họ xây dựng sự nghiệp chứ. Ừ. Thời điểm đó mình thất tỉnh sao mà nói thôi vậy mình phải tự trở thành đại gia của mình anh chị để mình thu hút đại gia. Được rồi anh chị ơi, rồi cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Ừ? Là nhờ cái việc mà tú ngộ ra là mình sống không đúng anh chị, mình cứ nghĩ rằng là mình sống đúng rồi, đi đúng rồi, mình uh, hiểu rồi, mình uh, mấy cái này ở quy luật trong ngày tập trung hấp dẫn là nhất quán rồi nhân quả rồi cân bằng Chị biết hết rồi em ơi. Câu hỏi đặt ra, thế anh chị đã có những kết quả gì rồi? cuộc sống anh chị đã cải thiện nhiều chưa? Ừ. đúng Đúng rồi. À? Những cái mục tiêu anh chị đặt ra anh chị đã đạt được chưa? Nhưng mà chưa có nghĩa là mình vẫn chưa biết gì hết anh chị nha. Và bao trong số anh chị chúng ta sẵn sàng học lại, đọc lại và sẵn sàng dạ học với một cái tâm thế là đi nhốt trống. Thì các anh chị comment tôi đã. Tôi biết ở ngoài kia anh chị đã học ở đâu đó, thậm chí anh chị đã từng được chia sẻ hay là học ở các khóa học về sáu quy vũ trụ rồi. Nhưng mà nếu hiện tại nha, anh chị đang có những cái thành công rất là tuyệt vời của mình thì tôi chúc mừng anh chị. Nhưng mà nếu anh chị chúng ta vẫn đang lây hoay, vẫn đang gì à? khánh kiệt về tài chính, mối quan hệ thì đang chưa hòa hợp, sức khỏe thì đang chưa được tuyệt vời lắm. Thì các anh chị chúng ta học lại giờ Nó không có mất thời gian của mình đâu, thậm chí là còn giúp anh chị tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức tiền bạc của mình trong tương lai đó. Tại anh chị nên nhớ khi mà các anh chị phạm các quy luật ấy, kể cả phạm luật giao thông thì cũng bị phạt tiền. Đi học mà mà phạm luật thì cũng phải đóng tiền quỹ cho nhà trường. Đi làm mà không đúng luật thì xếp cũng phạt. Thưởng là thưởng mà phạt là phạt. Thì đừng huống chi là sống trong một cái vũ trụ với tám một một cái hành tinh với 8 tỷ dân. Mà anh chị bảo là anh chị phạm các quy luật vũ trụ là không ai làm gì mình. Dạ đúng rồi, đâu có ai làm gì mình đâu anh chị. Chỉ có vũ trụ làm gì mình thôi. Mà vũ trụ làm gì mình vũ trụ không có nói anh chị nha cứ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi thôi nó lâu đến bất ngờ cái cái hết hồn tao lâu ấy, tự nhiên cho cho mấy cái, cái cái cơ hội giật gân cái giật mình anh chị cho gọi là à, những cái điều mà nó không được thuận lợi hết anh chị nha được anh chị à? rồi ok và cái khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần phải hiểu mà chúng ta cần phải biết anh chị đó chính là À, bên trong mỗi chúng ta là một cái vũ trụ thu nhỏ. À, chúng ta đang sống trong một cái vũ trụ to bự đúng không? Trong đó có những cái hành tinh và trái đất của mình là một trong số những cái hành tinh trong vũ trụ và mình là một vũ trụ thu nhỏ. Tại vì một cái vũ trụ anh chị thì sẽ bao gồm bốn yếu tố nha, là đất nước lửa gió và bản thân mình tại sao cũng là vũ trụ thu nhỏ à? Mỗi ngày ví dụ anh chị nha, mỗi ngày thì tú vào cái anh chị á, À, đang ăn cả vũ trụ vào người luôn ấy. Ví dụ như là để có một cái cây rau mà mình nấu canh ấy, thì cái cây rau đó cũng phải được uh, tưới, tắm, nuôi, trồng. Phải đầy đủ những yếu tố như là đất nè, nước nè, lửa là nhiệt độ anh chị, gió là gió này rồi ánh sáng nè. Thì mới có thể tạo một cái cây cái cây rau được. Nên là khi mà mình ăn canh anh chị, là chúng ta ăn cả vũ trụ vào vào bên trong cơ thể của mình những thức ăn mình ăn mỗi ngày anh chị nhìn giúp tôi có coi có cái thức ăn nào mà nó không nó không đi qua bốn yếu tố này không ạ à. đất nước lửa gió đều được hình thành từ bốn yếu tố này anh chị nha và mỗi ngày chúng ta đều ăn cả vũ trụ vào mình vậy thì cái cơ thể của mình anh chị chính là một cái vũ trụ thu nhỏ nên là chúng ta anh chị nha mỗi chúng ta ở đây đều có đầy đủ mọi quyền năng giống như một vũ trụ nói nơ, đơn giản là mình là con của vũ trụ ấy được không, anh chị à có bạn nói ăn gỏi không có lửa thấy mấy cái đồ mà trộn gỏi là chắc là từ trên trời rơi xuống hiện không cần nhiệt độ trồng rau hả cho tôi hỏi uh, gỏi có rau không anh chị món gỏi anh chị ăn có rau không có rau cái rau từ đâu ra trên trời một sờ, trên trời một ngược xuống này đúng không à rau từ đâu ạ à? có tưới nước không có cần phân bón không đó rồi có cần nhiệt độ là mặt ánh mặt trời không có cần gió không có anh chị nha anh chị nhìn tôi có cái món nào mà không cần đứt nước từ gió không anh chị cây rau là cũng phải phân bón mà phân bón là đất chứ gì nữa được không ạ? À? Chứ là chúng ta có đầy đủ mọi quyền năng để làm ra để làm được mọi điều mà các anh chị mong muốn. Quan trọng là các anh chị phải biết khai phá và biết cách sử dụng. Được không, anh chị ơi. Giống như điện anh chị, điện có một cái sức mạnh rất là lớn. Và việc của mình ấy là mình phải biết cách sử dụng nó thì mới tạo được cái lợi ích anh chị nha. Còn nếu mà các anh chị chỉ biết cái sự tồn tại của điện thôi nhưng mà mình không biết cách sử dụng thì nó sẽ không an toàn anh chị. Vậy thì chúng ta cũng đang sở hữu bên trong của mình một cái sức mạnh rất là to lớn. Và việc của các anh chị phải sử dụng đúng. Đúng anh chị nha. Còn biết sử dụng thôi thì chưa có được đâu. Nhiều anh chị đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đọc đằng nhưng mà làm nẻo. Phải biết dùng đúng nha. Và tiềm thức của mình anh chị nha, giống, một, giống như một cái con voi rừng ấy. Thì nó cũng có một cái sức mạnh to lớn tương tự như 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 điện người đó anh chị nhưng mà chúng ta cần phải thuần hóa nó anh chị bởi vì nếu mà mình không thuần hóa nó thì với cái sức mạnh của con voi rừng đó là nó sẽ phá cái ngôi làng cái ngôi làng hoặc là những cái nơi mà nó đi qua anh chị là coi như là không còn cái gì luôn vì việc của chúng ta là cần phải thuần hóa cái con voi rừng bên trong của mình đó chính là tiềm thức của mình anh chị để mà nó giúp đỡ cho cái đời sống của mình nó tốt lên tại vì mấy chục năm nay mình bỏ hoang mà cho nó tự tung tự tác quan rồi quen rồi anh chị bây giờ mình thuần hóa lại thì mình cần phải có sự kiên nhẫn nha bên trong mình có một cái sức mạnh rất là to lớn bởi vì mình là con của vũ trụ mà mình ăn cả vũ trụ vào mình mỗi ngày à, mình mình là một vũ trụ thu nhỏ anh chị là con của vũ trụ và đó chính là tiềm thức đó anh chị nha nhưng mà mấy năm mấy chục năm nay là mình không có huấn luyện không có um, rèn luyện cái cái con voi rừng này là tiềm thức của mình ấy thì nhiều khi bây giờ anh chị sử dụng nó thì chưa có dễ dàng nên việc của chúng ta cần phải rèn luyện huấn luyện nó và cần phải có sự kiên nhẫn tại vì anh chị có hình dung như vậy là một cái thói quen ấy à, các anh chị thay đổi thì các anh chị cần phải thờ, cần thời gian chứ dùng một cái mới hôm nay ngày mai thay đổi luôn thì nó có dễ không ạ à? có dễ không anh chị ạ à? giống như thói quen dậy sớm đi hay thói quen đọc sách đấy hay những cái thói quen tốt mà các anh chị muốn thay đổi nó có dễ không ạ à? chưa có dễ nhưng mà khi mà chúng ta phải biết được rằng cái thói quen này khi mà mình đã rèn luyện và thay đổi có được thói quen này rồi thì mình sẽ có được cái kết quả và thay đổi được cái cuộc sống của mình nó tốt hơn và chúng ta cũng phải rèn luyện mỗi ngày để thuần hóa lại những và mình kiên nhẫn anh chị nha hãy kiên nhẫn với chính mình cho nên là trong cái thời gian đầu tiên hoặc là một hai lần đầu á mà chưa có được anh chị không sao đâu anh chị nha hãy tiếp tục kiên nhẫn anh chị mình thuần hóa tiềm thức của mình cũng phải kiên nhẫn nha và các anh chị đã hiểu là chúng ta đang sở hữu bên trong mình một cái sức mạnh rất là lớn chưa ạ là tiềm thức tiềm thức là con voi rừng ấy và mình chính là con của vũ trụ vậy thì việc của mình bây giờ chúng ta cần phải học cách để có thể sử dụng được một cách triệt để cái sức mạnh này anh chị nha À, để giúp cho mình đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống của mình được không anh chị ơi và để chúng ta có thể sử dụng triệt để cái sức mạnh bên trong của mình ấy, thì chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ lời nói và hành động của mình được không ạ à? để mình sử dụng được triệt để cái sức mạnh to lớn bên trong của mình anh chị nha là chúng ta cần phải giờ làm chủ được cái suy nghĩ lời nói cảm xúc và hành động của mình đầu tiên là chúng ta cần phải biết là mình muốn cái điều gì nha anh chị nha đầu tiên chúng ta cần phải biết là mình muốn cái điều gì và sau đó mình cần phải ám thị mỗi ngày cái điều mà mình muốn ấy để mà mình có thể biến cái điều mình muốn từ một cái điều rất là mới mẻ so với với tiềm thức của mình anh chị nha mà anh chị phải biến nó thành một cái điều quen thuộc bên trong tình thức của mình luôn thông qua cái việc các anh chị cần phải lặp đi lặp lại mỗi ngày nói đi nói lại nhìn đi nhìn lại hình dung đi hình dung lại nghe thôi miên đi nghe thôi miên lại để mình có được những cái tư duy niềm tin cũng như mục tiêu cũng như cái con người các anh chị muốn trở thành mấy là anh chị phải bơi hết tất cả những cái tư duy niềm tin thói quen và những cái phẩm chất cái con người anh chị muốn trở thành ấy phải làm sao từ những cái điều mà các anh chị có thể ngày hôm nay anh chị thấy rất là mới mẻ anh chị chưa có niềm tin nhiều nhưng anh chị phải làm sao để mà nó đi vào tiềm thức của mình luôn ấy để khi anh chị tuyên bố hay hay khi anh chị nói ra anh chị không có cảm thấy ngại nữa cho nên cái giai đoạn đầu tiên anh chị cái việc mà chúng ta uh, có những cái tiếng nói nhỏ khi mình mình hình dung tưởng tượng bức tranh mục tiêu 30 ngày hay nghe cái bản thông minh 6 tháng của mình anh chị thì nó là chuyện hết sức bình thường anh chị nha tại vì chút giờ các anh chị to nghĩ nhỏ không à đâu có dám nghĩ lớn đâu anh chị bây giờ mình bắt đầu có những cái điều những cái mục tiêu lớn hơn thì cái việc mà bên trong mình tiếng nói nhỏ của mình nó nói là chuyện bình thường nên anh chị cứ kiên nhẫn nha cứ nhìn đi nhìn lại cứ hình dung đi hình dung lại cứ nghe thôi miên nghe đi nghe đi nghe lại anh chị cứ nói đi nói lại thì dần dần một cái điều đó nó mới mẻ ở bên ngoài nó dần dần nó sẽ đi thẳng vào tầng tiềm thức luôn thông qua cái việc lặp đi lặp tại mỗi ngày và khi đó các anh chị sẽ bắt đầu có những cái niềm tin và mình có nghĩa là bắt đầu mình sẽ tin tưởng anh chị nha đến khi mà tiềm thức của mình nó không còn những cái tiếng nói nhỏ nữa là khi đó các anh chị bắt đã bắt đầu có cái sự tin tưởng với cái mục tiêu của mình rồi thì khi anh chị tin rồi các anh chị mới có được cái khả năng hành động 100% năng lượng được hướng tới kết quả mà mình mong muốn được không, anh chị ơi và chúng ta cần phải có cái niềm tin xác tính vào chính mình, vào cái mục tiêu của mình thì các anh chị mới khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình anh chị. Còn nếu mà 99% hay là 90% thì chưa được. Nếu mà niềm tin chỉ là 99% thôi chưa được anh chị nha. Giống như cái việc mà nước mà sôi, ấy, sôi chín chín độ chưa chín anh chị, mà phải là 100%. nha Cho nên là để các anh chị khai phá được cái sức mạnh bên trong của mình thì các anh chị cần phải gì ạ? có một cái niềm, niềm tin xác tính vào chính mình và vào những cái mục tiêu của mình và để có niềm tin xác tính vào chính mình và mục và mục tiêu của mình thì cũng phải kiên nhẫn anh chị nha và trong nhóm trang luyện của chúng ta có những cái quy trình ấy, để mà các anh chị có thể là thực hành ở trên chính cái cơ thể của mình và khi anh chị làm những cái quy trình khai phá con người bên trong của mình trên chính cái cơ thể của mình ấy và các anh chị làm được thì khi đó cái niềm tin anh chị gia tăng lên rất là đột biến luôn à, bao trong số anh chị khi mà chúng ta tham gia môi trường câu lạc bộ mà chúng ta được làm hai cái quy trình uh, của câu lạc bộ hai cái quy trình khai phá con người video bên trong của mình ấy và sau mỗi một lần các anh chị làm quy trình thì niềm tin anh chị gia tăng đột biến và các anh chị có những cái sự bứt phá rất là lớn trong cái tháng đó trong cái tuần đó thì các anh chị comment tôi nè à, tuyệt vời lắm anh chị nha là 24 tháng 12 là Noel đấy thì các anh chị sẽ cùng với tôi làm cái quy trình uh, Ờ, đầu tiên là quy trình điểm C anh chị và ngày 31 tháng 12 không ạ à, khi mà các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện nha hai cái quy trình này chỉ dành tặng cho những anh chị nào có mặt trong nhóm rèn luyện thôi những anh chị nào mình chưa có mặt trong nhóm rèn luyện thì mình nhanh chóng uh, đăng ký tham gia nhóm rèn luyện nha anh chị nha ngày 24 tháng 12 là ngày chủ nhật và ngày 31 tháng 12 cũng là ngày chủ nhật luôn và chúng ta sẽ cùng với câu lạc bộ cùng với các anh chị tham gia vào nhóm rèn luyện cho nhân số chúng À, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành hai cái quy trình tuyệt vời này. À, để làm sao anh chị? À, chúng ta gọi là gì ạ? À? Có một cái uh, kết thúc một cái năm 2023 tuyệt vời bằng hai cái quy trình gọi là sẽ mở ra một cái trang uh, một cái trang uh, gọi là một cái chương mới cho cuộc đời của mình anh chị. À, giống như anh chị thấy không, 20, toàn, hai cái ngày đặc biệt luôn, 24 tháng 12 là Noel đúng không? 31 tháng 12 là coi như là hôm đó là giao thừa anh chị ơi và chúng ta bắt đầu hai cái quy trình này và thực hành vào đúng hai ngày hôm đó Nhưng tôi, tôi tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ có một năm 2024 bùng nổ luôn anh chị. Cho nên những anh chị nào chúng ta chưa tham dự đâu ạ. À. <laughs> Như mong mẹ đi chợ về. À những anh chị nào chúng ta chưa thực hành hai 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 cái quy trình đó hay những anh chị nào chúng ta chưa tham gia vào nhóm rèn luyện thì các anh chị chúng ta nhớ thu xếp thời gian. 20 tôi nhắc tôi nhắc lại nha, 24 tháng 12, ngày chủ nhật nha. Và 31 tháng 12 cũng là ngày Chủ nhật luôn. Là những anh chị nào tham gia nhóm rèn luyện rồi mà chúng ta chưa làm thì hai ngày hôm đó chúng ta sẽ được làm. Còn những anh chị nào chúng ta chưa tham gia vào nhóm rèn luyện thì các anh chị hãy nhanh chóng liên hệ chủ nhóm của mình. Đăng ký nha. Trời ơi, quy trình tuyệt vời lắm anh chị. Mỗi lần mà tôi làm, mỗi lần mà tôi đặt ra một cái mục tiêu nào đó mà nó vượt quá cái giới hạn của mình ấy. Thì tôi sẽ làm lại cái quy trình đó. À, tôi sẽ làm lại cái quy trình đó. Và mỗi lần tôi vượt qua cái quy trình đó anh chị cái niềm tin của gia tăng đột biến với cái mục tiêu đó luôn và chính xác là tối mỗi lần là quy trình đã xong rồi tối đi vượt mục tiêu anh chị cho nên là những cái thức câu lạc bộ chia sẻ cho anh chị không phải là chỉ ở trên dung không đâu anh chị mà các anh chị còn có thể là tự ứng dụng tại vì các anh chị đã được câu lạc bộ hướng dẫn rồi mà cho nên các anh chị sẽ được câu lạc bộ giờ hướng dẫn rồi sau đó anh chị có thể tự làm mỗi lần mà các anh chị gặp những cái thử thách những cái đặt ra những cái mục tiêu lớn mà các anh chị cảm thấy là mình đen hơi rung rung rồi hơi hồi hộp đồ ha là hãy làm hai cái quy trình đó bất kỳ một trong hai anh chị nhé ôi đây là hà gọi là trong cái chương trình rèn luyện gọi là cái chương trình mà uh, làm chủ thân tâm trí anh chị là hai cái quy trình là hai cái quy trình đắt giá nhất <laughs> đắt nhất đó anh chị nha hai cái quy trình mà giá trị nhất luôn còn uh, trong uh, nhóm rèn luyện danh nhân số chúng của mình thì có 8 chương trình nè anh chị ạ anh chị hết tuyệt vời mà anh chị đăng ký uh, uh, một cái nhóm rèn luyện của câu lạc bộ mình thôi các anh chị được học tới 8 chương trình lần uh, hiện tại thì câu lạc bộ mình đang uh, uh, cùng với tối vào buổi trưa chúng ta đang học cái chương trình là marketing không đồng anh chị nha uh, cái cách mà chúng ta trở thành một bậc thầy marketing cũng như cái cách để mà chúng ta có thể là xây dựng một cái hệ thống kinh doanh trên internet trời thời kỳ này nha mà các anh chị không online không 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 đưa công việc kinh doanh của mình lên online là không có gì để nhai nha được không ạ à? và tới ngày à, sau cái tú cùng với các anh chị em trong nhóm rèn luyện của mình đi đi phan thiết về xong thì các anh chị sẽ học cái chương trình tiếp theo sẽ được doanh nhân công minh hướng dẫn cầm tay chỉ việc à, cái cách anh chị bán hàng ngoài tiềm thức cái cách mà các anh chị có thể trở thành một bậc thầy bán hàng và anh chị có thể là gì à? khi mà các anh chị trở thành bậc thầy bán hàng rồi các anh chị có thể bán bất kỳ một sản phẩm nào luôn một cái bậc thầy bán hàng anh chị không phải là một bậc thầy là chơi cái này tôi không bán được cái kia tôi bán được không anh chị một bậc thầy bán hàng là cái gì cũng bán được anh chị nha cái tên lửa cũng bán được mà anh chị bao trong số anh chị biết à, biết một trong những à, cái cô streamer ở Trung Quốc ấy bán tên lửa trên live stream anh chị giật mình luôn <laughs> thì đó là bậc thầy bán hàng đó anh chị và nếu mà chúng ta có được những cái tư duy à, tư duy anh chị niềm tin suy nghĩ cũng như những cái thói quen hành động phẩm chất của một bậc thầy bán hàng một bậc thầy bán hàng vĩ đại ấy, anh chị thì anh chị yên tâm đi các anh chị sẽ không bao giờ lo lắng về tiền bạc luôn tại à, vì bán hàng là một trong những cái kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh anh chị nha để mà kinh doanh thành công mấy anh chị để mà một cái công việc kinh doanh mà vận hành trơn tru liên tục tạo ra dòng tiền cho mình ấy thì ngoài cái những cái kỹ năng như lãnh đạo kỹ năng về uh, quản trị nhân sự đào tạo nhân sự kỹ năng vân uh, vân 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 anh chị còn hai kỹ năng rất quan trọng mà tôi muốn các anh chị là cần phải trở thành chuyên gia trong hai kỹ năng này thì các anh chị không lo lắng gì về tiền luôn anh chị nha đó chính là kỹ năng bán hàng và kỹ năng marketing anh chị ghi là đi ạ à. còn lý do tại sao mà chúng ta kinh doanh rồi chúng ta cứ chật vật hoài anh chị và lý do tại sao mà chúng ta cứ đi làm thuê là việc rất là chăm chỉ mà mình chưa có giàu ấy. là bởi vì một là mình đang sợ mình không làm được hoặc thậm chí mình có kinh doanh nhưng mình không có giỏi hai kỹ năng này cho nên mình cứ bán lẻ 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 đi chào mời từng người từng người từng người nào chạy quảng cáo rồi chạy email rồi chat chat này kia quá trời mà đơn hàng không được bao nhiêu thì tất cả những bí kíp rồi cho tôi hỏi là bao trong số anh chị khi mà chúng ta tham gia cái chương trình bán hàng à, bằng sức mạnh tiềm thức à, bí kíp trở thành một bậc thầy bán hàng vĩ đại à, bậc thầy bán hàng số 1 thì thu nhập các anh chị đã gia tăng ít nhất gấp hai lần rồi các anh chị comment tôi đã những anh chị tham gia nhóm rèn luyện nha và những anh chị nào mà chúng ta tham gia vào nhóm rèn vào chương trình uh, marketing ấy, uh, xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet xây dựng hệ thống khách hàng tự động trên internet, trên internet ấy, thì bây giờ chúng ta đã không còn phải đi chào mời và chúng ta không còn sử dụng những cái cách thức marketing không hiệu quả như trước nữa nhưng mà mỗi ngày chúng ta cũng có rất nhiều khách hàng xếp hàng dài cho mình phục vụ thì các anh chị comment tôi những anh chị tham gia nhóm rèn luyện nha Những anh chị tham gia nhóm rèn luyện doanh nhân nha Còn một số anh chị không có cái cú pháp uh, 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 của nhóm rèn luyện doanh nhân thì uh, không tính Thì vợ không ạ Tại vì khi mà chúng ta uh, có thể tạo cái dòng gọi là cái uh, nguồn khách hàng mà tự động Liên tục kể cả khi anh chị đang ngủ, kể cả khi anh chị đang đi trong ao như Tú anh chị Hôm trước tôi đi cho và trái múi giờ đi đi 10 ngày trái múi giờ nhưng mà khách hàng chờ tôi quá anh chị nha. Thậm chí là chờ tôi về lâu quá chuyển tiền luôn anh chị. Thì bây giờ chị tùy chuyển tiền trước Rồi về em nói với chị sau được không? Chị nói vậy luôn anh chị hay là chuyển tiền cho tôi luôn. Thế anh chị biết là trong 10 ngày tôi đi cho thì tổng dòng tiền tôi về hơn 150 triệu anh chị nha. Trong 10 ngày. Ừ. Là bởi vì tôi đã xây dựng cho mình một cái hệ thống vậy à? Khách hàng tự động trên internet rồi. Mà dù trái múi giờ nhưng mà tôi vẫn vậy Tiếp cận được với rất nhiều khách hàng của mình. Cộng với kết hợp là Tú giỏi về bán hàng nữa anh chị. Tú chỉ cần gọi là trở thành chuyên gia trong hai cái lĩnh vực này thôi anh chị nha. Cả đời ấm no. Không lo lắng gì về tiền bạc nữa anh chị. Và không bao giờ sợ cái túi tiền của mình nó bị vơ dần đi anh chị nha. Mà mình liên tục cái túi tiền của mình nó luôn được đầy ắp Khi mà mình mang tiền đi đầu tư đúng không? Mình mang tiền đi tái kinh doanh công việc của mình thì tiếp tục cái dòng tiền lại gì vậy lại chảy vào túi của mình liên tục liên tục bởi vì mình đâu có ngừng cái việc là marketing đâu anh chị và túi cũng đâu có ngừng cái việc bán hàng đâu cho nên thì chia sẻ anh chị một cái trải nghiệm một cái điều mà tôi rất là tâm đắc trên hành trình học tập với chị bản thân của mình ấy. đó chính là tôi cảm thấy cái điều mà tôi cảm thấy là uh, rất là tuyệt vời trên hành trình mình đi chính là mình đã ra mình có một cái quyết định quyết định rất là sáng suốt đó chính là mình đã học và trở thành một cái người rất là giỏi về marketing và rất là giỏi về bán hàng luôn cho nên các anh chị ơi Những anh chị ở chúng ta rất là trực vật về tài chính à, thì ngoài cái việc anh chị học về tư duy học về luật hấp dẫn thì một trong những cái điều mà các anh chị phải cần phải học tiếp theo đó chính là kỹ năng bán hàng và kỹ năng marketing và các anh chị sẽ được hướng dẫn tất từng tập anh chị nha tất từng tập trong nhóm rèn luyện à, như nhân số chúng đó mới hai chương trình thôi anh chị hay đã không và cái chương trình thứ ba chính là chương trình các anh chị sẽ học được những cái bí kíp để anh chị khai phá được con người viết bên trong của mình là có những cái quy trình mà tôi vừa chia sẻ với anh chị đó học chuyên sâu về những cái bí kíp ứng dụng nó hấp dẫn để mà các anh chị bán bất động sản nè thu hồi thu nhập nè nuôi dạy con cái thông minh thiên tài nè rất rất nhiều anh chị nha rồi chương trình thứ ba chương trình học về đàm phán à, học về đàm phán nè rồi chương trình thứ năm là các anh chị thứ tư là anh chị thứ năm là anh chị sẽ được học về những cái bí kíp để anh chị Xây dựng, dựng vào những cái mối quan hệ tin cậy thân tình à, Có được một cái khả năng lãnh đạo Bằng tình yêu thương nha Và chúng ta biết cách thu phục lòng người Để mà làm sao mà mình à, Giỏi rồi thì mình cũng có rất nhiều nhân tài Làm việc cùng mình à, Thì cách để làm sao mình thu phục được lòng người nè anh chị Rồi 68 nữa anh chị Nhiều lắm nha Kể đây kể không hết đâu à, Giá trị không ạ à? Coi như là học đúng rồi Chị Hồng hồng Minh bảo đúng rồi. Coi như vô đó là học full rồi anh chị nha thay vì ở ngoài anh chị đăng ký học mỗi cái chút 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 đúng không và thậm chí là các anh chị học xong mấy các anh chị muốn học học mà không có thời gian để mà ghi chép luôn bao trong số anh chị chúng ta đi học đóng tiền học xong rồi đi restroom cũng không dám đi à. sợ lúc đi rất chữ anh chị <laughs> sợ đi rất chữ mất tiền sao học 3 ngày là coi như là ba ngày không dám uống nước uống nước sợ đi đi restroom rồi nhiều khi học 3 ngày học vội vội vàng vàng anh chị anh chị hình dung câu chuyện bây giờ làm sao để mà anh chị dọn một cái kỹ năng nào đó anh chị có một cái tư duy uh, để anh chị ứng dụng thành công làm sao học 3 ngày thành công được ít nhất là phải 21 ngày 30 ngày cùng với mình đúng không à, giống như câu lạc bộ chia sẻ anh chị những cái chương trình là 21 ngày 30 ngày còn những cái buổi dung mà uh, cơ bản anh chị thì tôi không nói nhưng mà cái những cái buổi dung mà giúp mình đạt mục tiêu 30 ngày thì thường nó sẽ xuyên suốt trong một tháng mà tú chưa tú còn không có thu phí anh chị những cái buổi dùm hai mươi giờ luôn á zoom năm giờ sáng hay 2, hay là 12 hai giờ trưa cũng thế mà giờ mình đi học bên ngoài mình học có ba ngày rồi hỏi sao mà ứng dụng thành công được đúng không anh chị ơi rồi thậm chí là còn có khi mình học vào chuyên sâu ấy thì học được mấy hôm một tháng 12 hai tháng cuối cùng là mình muốn học lại thì phải đóng lại hoặc là mình đóng năm phần trăm trên cái cái giá trị của cái chương trình học đó còn khi anh chị đăng ký học cùng với có lạc bộ ấy, là anh chị được học chọn đời mà bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đã được học trên hai chu kỳ cùng với câu lạc bộ trong nhóm rèn luyện rồi các anh chị comment tôi ạ học trên hai chu kỳ rồi anh chị rồi anh chị nào học trên ba chu kỳ rồi đấy học học đi học lại học tái học rồi học học rồi học nữa anh chị nha và thậm chí là có những cái anh chị học lại cùng với câu lạc bộ rồi, chúng ta liên tục được update anh chị những kiến thức mà nó mới Ngoài là nền kinh tế có gì là trong nhóm này thì mình sẽ có những thông tin đi trước và có những cái kiến thức để chia sẻ anh chị để chúng ta nắm bắt trước ấy. Để làm sao anh chị biết không? Để mà chúng ta đi trước thị trường mới giành chiến thắng được. Chứ giờ thị trường mà lên báo chí rồi, lên tivi rồi là coi như xong rồi chúng ta đừng có nhảy vào anh chị nha. Nó nhảy vào chỉ có đu đỉnh thôi. Quá là giá trị luôn. Tôi nói thật với các anh chị luôn là môi trường câu lạc bộ mình là cho đi một cách gọi là vô điều kiện ấy, anh chị. Chứ để mà nói là quy đổi thành tiền thì tôi nghĩ rằng là, là, chắc là rất là nhiều tiền luôn. Đúng không anh chị ơi? Những anh chị ơi chúng ta đi học những cái lớp phát triển bản thân rồi các anh chị thấy đúng hay rất đúng à? Để mà học ba chu kỳ như thế chắc ngoài kia đóng mấy trăm. Thậm chí là không biết là có được như có những kiến thức giống vậy hay không hay là mình phải học nhiều nơi đúng không? Cho nên là chúng ta những anh chị mà mình chưa tham dự anh chị thì mình nhanh chóng đăng ký để có mặt trong nhóm rèn luyện trong tháng 12 này. Được không anh chị ơi? đừng có đừng có suy nghĩ nữa anh chị cũng đừng có đắn đo rồi lo lắng nữa. cái nỗi lo đó có bằng cái nỗi lo 20 năm 30 năm qua các anh chị lo rồi những cái điều mà các anh chị cho là khó à, cái điều mà các anh chị nghĩ là khó nó có khó gì so với những cái điều khó khăn mà các anh chị trải qua 10 20 năm 30 năm vừa qua tôi nghĩ là nó chắc là nó dễ dàng rất là nhiều anh chị nha à, các anh chị hỏi trường nhóm của mình về cái điều kiện tham gia anh chị và hãy đặt lên bàn cân đừng có đừng có suy nghĩ là nó khó gì các anh chị hãy nhớ cái điều tôi nói nè hãy đặt lên bàn cân anh chị nha hãy nhớ lý do vì sao điều gì và vì cái gì mà dẫn đến tình trạng thánh kiệt ngày hôm nay của mình dẫn đến tình trạng mối quan hệ của mình đang chưa hòa hợp sức khỏe mình chưa có khỏe tài chính của mình cũng chưa khỏe luôn là bởi vì mình thiếu kiến thức tư duy, tầm nhìn, kỹ năng. Làm kinh doanh nhưng không có kiến thức, không học cứ lao ra làm luôn. Vậy nếu ngày hôm nay anh chị không theo dõi, không có trang bị và không bổ sung kiến thức tư duy, kỹ năng và những cái yếu tố giúp anh chị thành công thì cái câu chuyện của năm này chính là câu chuyện của những năm tiếp theo đó. Các anh chị khỏi gì câu bói. Nha. Các anh chị muốn biết là 5 năm, năm tới, 10 năm tới kết quả anh chị như thế nào? Các anh chị cứ nhìn năm 2023 đi hoặc tôi nghĩ là thậm chí nó còn tệ hơn rất là nhiều tại vì mỗi năm cho qua thì nền kinh tế sẽ có rất là nhiều những cái biến động và nền kinh tế chắc chắn là um, nó sẽ có những sự thay đổi rất là nhiều và chúng ta đừng để mình trở thành những nạn nhân của những cái cơn bão về tài chính anh chị nha Mày, mà hãy trở thành những người giờ làm chủ cuộc đời của mình à đều anh chị ơi giống như tôi và rất nhiều các anh chị em trong câu lạc bộ của mình Được không à đúng rồi mình biết điều kiện rồi mình cứ xin vũ trụ đi anh chị sinh ra một cái khao khát cháy bỏng là mình khao khát thay đổi cuộc sống của mình chứ đừng có suy nghĩ là được thì được không được thì thôi vào được thì vào không vào được thì thôi mà một khi mà mình đã tìm được con đường thành công rồi anh chị nhà phải hành động quyết tâm làm cho tới cùng anh chị và để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu của mình bao nhiêu năm nay mình chờ rồi bố mẹ mình đâu có chờ được nữa đâu anh chị rồi con cái mình ngày càng lớn gia đình mình thì ngày càng chi phí tăng lên các anh chị có chấp nhận cái tình trạng mà thắt lưng bụng, bụng bụng, như ngày hôm nay không? Mà thắt hoài rất là không còn cái bụng để thắt luôn anh chị. Phải chị nó còn cái bụng cái eo rồi lớp mỡ thắt cũng được bây à giờ còn bụng xương không mình thắt thắt hoài. À. Nên thay vì mình cam chịu anh chị nha, mình hãy giờ chấp nhận và đón nhận mà thay đổi. Được không, anh chị ơi? vào trong số anh chị anh chị chúng ta sẵn sàng thay đổi thì comment tôi sẵn sàng được không ạ? Vâng, rất là chúc mừng nha anh chị chúng ta đã có mặt nha anh chị chúng ta chưa có mặt nhanh chóng đi anh chị ừ. còn không á anh chị mà không vào trong tháng 12 này á, là chờ làm hai cái quy trình đó chắc chờ tới 3 tháng sau ấy chứ có nhiều anh chị là vào học 3 tháng nay thì bây giờ mới được làm đây nè à vì cái quy trình này một năm anh chị làm được có ba lần thôi thì cứ cứ tháng 3 tới 4 tháng anh chị làm một lần nha nếu anh chị không vào tháng 12 này mà muốn làm tháng tư hoặc tháng 3 năm sau mới làm được không ạ làm sớm ứng dụng thành công sớm nha biết cách khai phá được con người phi thường bên trong của mình rồi tuyệt vời lắm anh chị anh chị sẽ kho báu bên trong của mình mà không có ngoài kia đâu anh chị sẽ lấy được tất cả những gì anh chị muốn nè tất cả những điều anh chị muốn nhà cửa xe ô tô biệt thự nhà lầu tiền tỷ tài sản triệu đô những chuyến du lịch vòng quanh thế giới báo hiếu cho bố mẹ nó nằm bên trong của mình hết không có cái gì nằm ở bên ngoài đâu chỉ có điều là chúng ta không biết cách khai phá nên là mình cứ đi ra ngoài mình kiếm hoài mà khi anh chị biết cách khai khai phá và biết sử dụng cái sức mạnh phi thường bên trong của mình anh chị thì tuyệt vời lắm anh chị muốn có là cái gì cũng được anh chị tin tôi đi tôi là người trải qua rồi anh chị tin người thành công anh chị nha làm theo người thành công học theo người thành công thành công luôn được anh chị ơi cho nên những anh chị nào chưa tham dự thì tôi chia sẻ thật lòng một cái lời khuyên chân thành luôn các anh chị hãy cho phép bản thân mình một lần và mãi mãi nha à, thay đổi anh chị bao năm nay không có gì bị bứt phá hết thì hãy giờ cho phép bản thân mình thay đổi dù anh chị ơi. Ừ. Rồi thì tôi muốn chia sẻ với anh chị về cái việc mà chúng ta khai phá được cái uh, sức mạnh bên trong của mình đó. Để anh chị có thể thu hút được những cái nguồn lực tới giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Còn nếu mà chúng ta có những cái niềm tin giới hạn anh chị, chúng ta sẽ không có làm được đâu. Đúng rồi anh chị nha, anh chị đăng ký học cùng với câu lạc bộ ấy. À, đáp ứng được cái điều kiện của câu lạc bộ anh chị, anh chị sẽ được học trọn đời nha. Và anh chị còn có cái cơ hội đồng hành với câu lạc bộ luôn á lanh quanh đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt anh chị ơi <laughs> bình an ở nơi này chứ nơi nào nữa đúng không ạ à, à, bình an ở nơi nơi đây chứ nơi đâu nữa giống như hồi trưa có anh chị nhắn tin vô à, nhóm rèn luyện chị lây hoay đầu năm tới giờ em chị vẫn không biết là chị làm cái gì mà chị tham gia nhóm rèn luyện rồi nha bây giờ em nói chị nghe bây giờ chị phải làm gì dạ vâng đồng hành nó có lạc bộ đi chứ hỏi nữa lây hoay từ tháng 1 tới bây giờ 12 tháng rồi mà vẫn không biết là mình làm gì luôn anh chị thế là chị không biết là bây giờ chị pháp chị học rồi kiến thức tuyệt vời rồi ứng dụng những cái thành công trong cái mục tiêu của chị thì đạt được nhưng mà ý là chị vẫn cảm thấy là chưa có một cái sự có gì đó làm chị nhiệt huyết và đam mê ấy. và chị vẫn đang đi tìm Đấy cuối cùng đúng anh ơi thì đâu quanh trên mỏ mệt nữa chị bình an là nơi này chứ nơi đâu đúng không ạ à? à, bình an là nơi này chứ nơi đâu và có rất là nhiều anh chị từng hỏi tôi một câu trong nhóm đèn luyện đó, khi mà những anh chị ấy giao lưu với tôi trong nhóm rèn luyện anh chị nha khi anh chị tham gia nhóm rèn luyện các anh chị sẽ có cơ hội giao lưu với tôi cùng với các chủ nhóm một một để chị đã có hỏi là em ơi bây giờ cái công việc của chị là bây giờ cứ đi ngoài đường hoài à bây giờ là cứ uh, đi ngoài đường thành ra là chị không có khỏe về lưng rồi cổ vai gáy rồi thắt lưng này kia của chị không được khỏe rồi chị ở phía miền bắc ấy thì thời tiết nắng thì nó nắng lắm mưa thì nó mưa lắm rét thì nó rét lắm rồi những cái hơn những cái lúc mà nó nờm thì không chịu nổi luôn em nhưng mà chị phải đi ship từng cái bánh Nghĩa là chị làm bánh anh chị giao từng nhà thu về một tháng được có vài triệu thôi bây giờ chị chịu hết nổi rồi mà bây giờ không làm thì con cái hay sao gia đình sao thế tôi chị hỏi tôi chỉ nói với chị một câu thôi chị tham gia nhiều nhóm rèn luyện rồi đúng không để tôi mới chia sẻ với chị chị hãy làm theo những cái gì mà nhóm trưởng chị chia sẻ làm theo và hãy đồng hành cùng với câu lạc bộ rồi à, ờ, lạc bộ sẽ gì ạ cho chị một cái tương lai mới nhưng mà chị phải hành động và anh chị biết một điều tuyệt vời gì không đó chính là sáng hôm nay chị khoe với tố anh chị cái điều rất là tuyệt vời là chị đã tạo được cái kết quả trong công việc kinh doanh của chị khi mà đồng hành cùng với câu lạc bộ đó. là trên 20 triệu anh chị nha thu nhập thu nhập anh chị trong vòng một tháng từ cái ngày mà tố nói chuyện với chị cho đến sáng ngày hôm nay. Trời hạnh phúc dạt dào anh chị Thật sự là sáng hôm nay tôi rất là vui luôn Bởi vì chính cái sự chia sẻ đó của mình Chính những cái định hướng đó của mình Tại vì tôi muốn là gì ạ à? Có thể giúp được cho chị ấy là tìm được một cái con đường Bởi vì mình nghe cái cái hoàn cảnh rất là thương Một mình nuôi con mà anh chị mẹ đơn thân ấy Rồi nắng mưa bão bùng mà phải đi xếp từng cái bánh Rồi xếp từng cái đồ ăn rồi tìm khách hàng này kia Nó không có dễ dàng mà phải đi đón con về học gym thì nói chung anh chị biết ngồi rồi thậm chí là mình đi cả ngày về nó rất là mệt mỏi thì sau một tháng kể từ ngày hôm đó chị nói chị mới tối rồi chị khoe thành công thì tôi nói à, à, gọi là đáp ứng được cái câu cái câu trả lời mà em đã 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 nói với chị ngày hôm đó trong gym mà đúng không chị cười chị nói chị đã thấy con đường rồi chị đã thấy con đường bây giờ chị chị tin tưởng và hành động mạnh mẽ rồi sau một tháng anh chị nha đi bán bánh tháng được có mấy triệu bạc <laughs> mấy triệu anh chị sau một tháng học tập, phát triển và ờ uh, hành uh, gọi là hành động uh, đồng hành cùng với các lạc bộ thì thu nhập đã gia tăng lên gấp gì ạ? Từ mấy triệu tôi gia tăng nhẹ nhàng gấp 2 gấp 3 anh chị nha. Gấp 4 đi, gấp 4 cho nó tròn. Được không ạ? À? Ừ? Cho nên là sao ạ? À? Tôi làm chủ cuộc đời của tôi anh chị. Thì giống rồi, các anh chị ứng dụng những kiến thức căn bản của câu lạc bộ anh chị vẫn ứng dụng thành công mà. tôi đang nhập hỏi ra là nếu anh chị mong muốn bước thành công bước phá rồi còn nếu anh chị muốn thành công lành thành lành thì ở ngoài chả, ở ngoài vẫn được mà bao trong số anh chị khi mà tham gia những cái buổi gym cơ bản của câu lạc bộ khi mà anh chị chưa tham gia vào nhóm rèn luyện anh chị vẫn đã có thành công đâu ạ. Các anh chị comment tôi ạ. Vậy cho tôi hỏi lý do vì sao anh chị đã thành công từ bên ngoài rồi khi anh chị ứng dụng những kiến thức căn bản của câu lạc bộ rồi nhưng anh chị vẫn ra quyết định tham gia vào nhóm rèn luyện. Các anh chị cho tôi một câu trả lời đi ạ. Tại vì có một chị vừa nhắn tin là ở ngoài vẫn thành công mà tại sao phải vào Zoom rèn luyện để làm gì? Thế tại sao anh chị lại vào ạ? Trong khi anh chị ứng dụng ở ngoài ở bên nhóm rèn ở bên ngoài nha, các buổi Zoom 20 giờ. À, buổi Zoom 20 giờ, buổi Zoom 12 giờ, buổi Zoom 5 giờ sáng. Các anh chị đã ứng dụng thành công chưa anh chị ơi, thành công có lớn không ạ? lớn anh chị lớn trong bùng nổ luôn thành công luôn thế lý do vì sao mà anh chị Là quyết định tham gia vào nhóm rèn luyện à? Tại vì sao anh chị? Bởi chúng ta muốn thành công một cách bền vững chứ nó không phải là thành công tạm thời anh chị nha. Tại vì chúng ta phải có một môi trường rèn luyện với một cái cường độ với một cái kỷ luật cao hơn. Còn tại vì khi anh chị tham gia các buổi gym bên ngoài anh chị thích thì anh chị vào nhiều khi anh chị vào dục vài hôm mà anh chị về tiền là chuyện bình thường tại vì anh chị đang ở trong một cái trường năng lượng gần 2.000 người thành công mà thì cỡ nào mà anh chị vào anh chị nghe thậm chí anh chị không tập trung anh chị vẫn đạt mục tiêu luôn ấy đúng không ạ à? đúng rồi muốn gia tăng thu nhập đúng rồi nên anh chị nào nên là chị hồi nãy vừa hỏi tôi chị có thể hỏi trường nhóm của mình để được chia sẻ cái điều kiện tham dự nha chứ thử 100 triệu thì nói thật với chị là trong câu lạc bộ mình ai rất là nhiều anh chị kiếm được nha. Mà bây giờ mình phải đặt câu hỏi làm sao để mình lên 200, 300, 400, 500, 600 được không anh chị ơi. Bởi vì cho tôi hỏi nha, ước mơ hoài bão của anh chị có dừng lại không ạ? À? Cái mục tiêu của anh chị á để mà đạt được những cái mục tiêu của mình ý, thì phải cần phải thành công về tài chính hay là không cần thành công về tài chính à Có cái mục tiêu nào mà trong cái bản tầm nhìn của các anh chị mà không cần tiền không? Chắc là không có nha anh chị cứ quy đổi giúp tú cái những cái mục tiêu anh chị đi nhiều tiền hay rất nhiều tiền để mà đạt được vậy thì chúng ta cần phải thành công về tài chính và để thành công về tài chính thì chúng ta cần phải biết được rằng những cái người mà họ thành công về tài chính họ, họ cái ngưỡng mà vài trăm mấy hay là vài vài trăm triệu hay là vài tỷ một tháng họ nghĩ cái gì họ làm cái gì để họ làm được điều đó đúng không ạ à? và chúng ta mới hiểu được rằng chúng ta không thể làm không thể nào làm cả đời được bởi vì ai cũng có 24 tiếng một giờ một ngày và rồi chúng ta cũng sẽ giống như bao nhiêu người khác cũng 60 tuổi 70 tuổi làm sao anh chị làm được cả đời? và việc của chúng ta là cần phải học cách tạo ra dòng tiền lớn quản lý tiền nhưng giống đồng tiền mà chúng ta cần phải tạo ra cho mình một cái hoạt động kinh doanh một cái hệ thống kinh doanh mà gì đó, liên tục chảy tiền vào túi của mình ngay kể cả khi mà anh chị không làm việc đó là điều mà chúng ta hướng tới anh chị hỏi chủ nhóm mình nha chứ không có đăng ký trên zoom nha đăng ký trên zoom chủ nhóm anh chị không biết anh chị có đăng ký đâu Thế anh chị cứ tưởng tượng là đăng ký trên zoom mà chút xíu tắt zoom mà đâu có lưu rồi đâu anh chị nên anh chị nào mà mới vừa đăng hỏi trên zoom đăng ký cái gì á đăng ký sao anh chị liên hệ chủ nhóm của mình cái người gửi cái người bạn gửi linh dung cho mình ấy để mà người bạn đó sẽ hỗ trợ chia sẻ cho mình để mình tham gia vào nha anh chị nha được không ạ à? ừ. còn mà để mà nói cái anh chị học những cái thức bên ngoài câu lạc bộ đó, để anh chị ứng dụng vào công việc của mình thì dư sức anh chị về kết quả mà chỉ có điều là chúng ta cứ làm hòa làm hòa làm hoài thôi bằng nguồn lực của mình chỉ có nhiêu đó thôi nó không có nhiều hơn được đâu mà anh chị phải phải về học để có được những cái chiến lược mới, những cái con đường mới, những cái cách làm mới. Thì các anh chị mới có kết quả mới được. Bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đi làm 5 năm, 10 năm, 20 năm mà thu nhập của mình không có gia tăng bao nhiêu ạ? À? Cũng làm việc chăm chỉ nhưng mà 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm qua thu nhập anh chị không tăng bao nhiêu hết. Các anh chị của mình tôi ạ. Nhưng bao trong số anh chị khi mà chúng ta tham gia vào nhóm rèn hội chúng ta được học những cái chiến lược mới, con đường mới, cách làm mới, công cụ mới, kỹ năng mới, tư duy mới, cũng như là những cái hành động thói quen mới của những người thành công và thu nhập anh chị đã gia tăng gấp lên gấp rất nhiều lần so với 5 năm, 10 năm, 20 năm trước đây. Làm hai 10 năm, 20 năm tăng được vài trăm nghìn trong một tháng, vài triệu một tháng. Nhưng mà từ ngày anh chị tham gia vào nhóm rèn hội anh chị thấy cái sự thay đổi không ạ? Đó là giá trị đó anh chị Tôi nói đây là muốn truyền cảm hứng cho các anh chị Để mà chúng ta gì ra quyết định mạnh mẽ Mình tham gia vào bởi vì tôi rất là mong muốn Là tôi làm được các anh chị trong nhóm rèn luyện Doanh nhân số chúng làm được thì các anh chị cũng làm được Bởi môi trường của chúng ta môi trường trí tuệ mà anh chị Nên là chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau Thành công anh chị rồi cùng nhau nghiệm cuộc sống chứ bây giờ để mà nói là thành công thì chúng ta cũng có những thành công nhất định đúng không ạ nhưng mà để nói là trở thành uh, có những cái thành công bước phá và may là những cái giá trị tuyệt vời uh, giúp đỡ cho nhiều người thì sao anh chị thì chúng ta cần phải có một cái mong muốn là muốn giúp đỡ mọi người với tôi ấy. và đơn giản là tôi chia sẻ anh chị thông tin này để muốn uh, lan tỏa những cái thành công của mình những cái giá trị mà câu lạc bộ đang tạo ra để mong muốn rằng nếu các anh chị cũng đang có cái khao khát Thay đổi và sẵn sàng mong muốn thay đổi thì môi trường nhóm rèn luyện doanh nhân số chúng mà dành cho các anh chị được không, anh chị ạ còn nếu chúng ta muốn mình giống như bao nhiêu năm vừa qua thì chẳng sao cả anh chị nha tại vì anh chị thay đổi thì người lợi nhất là mình còn nếu anh chị không thay đổi thì cái người không lợi nhất cũng là mình luôn chứ tú không có được gì nha và câu lạc bộ cũng không có vì anh chị không thành công một câu lạc bộ sẽ giảm xuất quy mô hay là vì anh chị thành công một câu lạc bộ như thế nào mà chúng ta là những người ví dụ các anh chị cùng nhau thành công chúng ta cùng nhau trên cuộc sống tuyệt vời không ạ à? thế bây giờ ví dụ mà các anh chị em có tập bộ rủ mình đi châu chơi mình đi không được thì sao thì cũng hơi ngẹn lòng đúng không ạ à? đấy nha anh chị nha nên là mình hãy nhớ là mình thành công là vì mình nha và sau đó nếu anh chị cũng có những cái sứ mệnh giống như tôi một câu lạc bộ thì chúng ta hãy cùng lan tỏa những giá trị này để mới thật nhiều người hơn nữa để cho hàng chục nghìn người hàng trăm nghìn người hàng triệu người hàng trăm triệu người việt nam cũng như những cái người Việt Nam ở trên toàn thế giới anh chị họ cũng có cái cơ hội được chạm vào những ước mơ họ cũng có cái cơ hội được biết những cái kiến thức tuyệt vời này để thay đổi cuộc sống của họ và gia đình của họ anh chị nha cái đó là sứ mệnh của tú và của các anh chị thành viên trong câu lạc bộ còn mỗi một người khác nhau sẽ có những sứ mệnh khác nhau anh chị nha nhưng đầu tiên là mình phải ứng dụng cho mình thành công trước đã và mình đã lan tỏa truyền cảm hứng những cái thành công đó của chính mình đến với thật nhiều người hơn nữa để cho thật nhiều người cũng tin tin rằng là mình làm được họ cũng làm được được không ạ? À? cho nên anh chị nha à, chúng ta cần phải học cho mình trước nè ứng dụng cho mình trước để mình thành công anh chị và để cho mình có thể là gì à? À, đạt được những cái kết quả thành công trong cuộc sống của mình thì các anh chị chúng ta cần phải gì à? xem xem học xem xem những cái người mà thành công ấy họ nghĩ gì họ có niềm tin gì họ làm gì họ có những thói quen gì được không ạ? À? thì trong nhóm rèn luyện doanh nhân số chúng sẽ giúp cho các anh chị làm được tất cả gọi là cài đặt và rèn luyện huấn luyện như các anh chị tất cả những cái yếu tố cần thiết để giúp cho các anh chị trở một cái con người thành công thật sự từ bên trong anh chị nha thì bên ngoài nó sẽ biểu lộ được anh chị ạ? À? bao và trong số anh chị chúng ta cảm thấy rất hào hứng và sẵn sàng tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân để gọi là gì à? được học tập được phát triển À, cùng với câu lạc bộ và cùng nhau chúng ta thay đổi tư duy thay đổi niềm tin nâng cao những cái giá trị phẩm chất của những người thành công để chúng ta tạo ra kiến tạo một cuộc sống ngoại hạng và phi thường cho chính mình thì cảm ơn tôi chúng ta còn được thiết kế những cái mục tiêu của mình nào, như là bánh xe cuộc đời nha anh chị à, rồi chúng ta sẽ được làm những cái quy trình và khi mà anh chị có cái mục tiêu của mình rồi và các anh chị được làm những cái quy trình Ờ, để mà khai phá được con người thường bên trong của mình thì các anh chị sẽ gia tăng cái niềm tin rất là nhiều nha anh chị nha cho nên là anh chị nào chưa đăng ký thì nhanh chóng giờ đăng ký liên hệ chủ nhóm mình để biết điều kiện nha rồi thì bây giờ hết giờ rồi anh chị không có kịp chia sẻ anh chị quy luật ở trong ngoài rồi ờ, cho nên là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong buổi tối ngày mai nha tuyệt vời không ạ bao ờ, trong số anh chị thấy những cái chia sẻ của tôi trong buổi tối ngày này rất là tuyệt vời cảm ơn tôi Tại hay quá anh chị đến cái phần mà Một cái phần mà đã tạo Tú Cái nội dung mà đã giúp cho Tú Có được những cái sự thành công ngày hôm nay anh chị Cho dù kiến thức cái có hay thế nào ở chăng nữa Tư duy có cao như thế nào ở chăng nữa Kỹ năng có super rồ như thế nào ở chăng nữa Nhưng nếu chúng ta không có niềm tin vào chính mình anh chị nha Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa Cho nên là tại sao tôi nói với các anh chị Hai cái quy trình này rất là đặc biệt luôn Nó sẽ giúp cho các anh chị Gia tăng niềm tin vào chính mình Một nghìn phần trăm luôn anh chị một nghìn phần trăm luôn Mình nói thì nó hay á anh chị Để mà tuyên bố Để mà uh, tuyên bố Rồi uh, gọi là Ra quyết định này kia anh chị thì Anh chị biết không Một bức tranh nội tâm thì đáng giá hơn một nghìn lời nói Và hai cái quy trình này Các anh chị được thực hành là Chỉ dùng cái tâm trí của mình thôi anh chị nha Chứ anh chị không có dùng cái gì mà Ghế hay là bàn ghế Cái gì nó to tác rồi như anh chị nghĩ đâu cho nên nếu anh chị làm hai cái quy trình này xong trong tháng 12 này là cái niềm tin anh chị gia tăng lên thì năm 2024 là tớ bến anh chị nha. Không có gì ngăn cản bước chân mình đi luôn á. Mỗi lần mà tôi làm xong quy trình này thì tôi nói thật với các anh chị là cái con người bên trong của Tú anh chị nó ngày càng uh, lớn ra nghĩa là cái khát khao bên trong tú và cái sự mạnh mẽ cái ý chí của mình nó ngày càng được gọi là được lớn lên anh chị chứ nó không như trái nho nó ngày xưa nó như trái nho xong từ từ lên trái cam xong rồi lên trái bưởi rồi nó lên nó trái uh, sầu riêng uh, lên tới trái dưa hấu nó lên rồi, dần 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 anh chị nó thành trái gì chắc là thành uh, trái trái gì to anh chị à. xong mỗi lần là quy trình đó nó làm mà túi gia tăng cái niềm tin về chính mình tại bên chị biết không khi mà anh chị gia tăng vào chính niềm tin về chính mình nha anh chị sẽ học bằng mọi cách học mọi thứ bằng mọi cách luôn à, tại vì anh tại bên chị đâu có cái giới hạn nào đâu mà anh chị chỉ có một cái niềm tin rằng là mình là có thể làm được tất cả mọi thứ bằng sức mạnh tiềm thức sách này hả à, đọc nhanh ấy mà khó gì ngày chú đọc sách à anh chị đọc được bài trang đầu tiên mình thấy mình không hiểu mình nói hơi khó bỏ qua ờ thôi trái đất cảm ơn chị hồng minh nha à, sau nhẹ to như vũ trụ luôn anh chị mỗi lần mình đọc xong mình cứ có niềm tin là trời ơi, não của mình chậm quá không có giỏi gì hết trơn người ta nói một người ta hiểu mười mình nói một mình hiểu không chấm năm rồi mình chắc không có năng khiếu uh, giao tiếp đâu, mình không có năng khiếu, mình không có khả năng kinh doanh đâu, mặt mình không có ưa nhìn chắc là người ta sẽ không yêu quý mình đâu, rồi mình hay bị uh, tự ti anh chị, và chính vì như vậy cho dù uh, các anh chị có học bao nhiêu kỹ năng, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu tư duy đi chăng nữa mà anh chị không có niềm tin vào chính mình thì tất cả mọi thứ coi như trở nên không có ý nghĩa gì cả, cho nên anh chị nha niềm tin vào chính mình là cái là một cái sức mạnh to lớn nhất anh chị. Có thể biến những điều không thể thành có thể. Và để chúng ta có cái niềm tin về chính mình thì chúng ta cần phải rèn luyện. Rèn luyện thì nó cần thời gian. Nhưng mà với hai cái quy trình trong tháng 12 này thôi anh chị nha. Tôi tin chắc là sau khi anh chị làm xong cái niềm tin anh chị gia tăng đột biến một nghìn phần trăm luôn. Được không ạ? Cho nên những anh chị nào chưa tham dự nhanh chóng nha. Học sớm, ứng dụng sớm, thành công sớm được anh chị ơi, đăng ký sớm anh chị nha ngày mai chúng ta bắt đầu học về chương trình marketing rồi. rồi, chúng ta bắt đầu học và ứng dụng thôi xây dựng cho mình một cái hệ thống kinh doanh, một cái hệ thống khách hàng tự động trên internet nha. Bây giờ mọi thứ mà không lên online là không có gì để nhai đâu. Được không ạ? Rồi rất là tuyệt vời, thì rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay. Anh chị nào chúng ta muốn tham gia nhóm rèn luyện thì có thể liên hệ trưởng nhóm của mình để biết điều kiện tham dự của anh chị nha và cứ ra quyết định nha, à. đừng có sợ, đừng có lo, tôi nghĩ rằng là nó không có khó đâu anh chị, nó chỉ khó khi anh chị chưa có đủ khao khát thôi, còn nó sẽ rất là bé và nó rất là bình thường khi mà anh chị đã sẵn sàng trong một cái hành trình phi thường của mình, nó sẽ nó không có khó gì so với những năm tháng mà các anh chị đã đi qua nha, và những cái khó khăn mà những năm tháng năm tháng qua các anh chị đã, đi, anh chị đã phải chịu và nó sẽ tiếp tục ngày càng khó khăn hơn nếu chúng ta không thay đổi từ ngày hôm nay, cho nên hãy đặt lên bàn cân bây giờ và mãi mãi theo dõi một lần và mãi mãi còn không bây giờ cứ tiếp tục cam chịu chấp nhận thắt lưng một bụng nhắm mắt cho qua tàn tàn thì không sao cả lựa chọn ở anh chị cuộc đời của mình là do mình quyết định anh chị nha còn tôi người đã có sự lựa chọn cho chính cuộc đời của mình rồi cho nên tôi mới có những cái sự chia sẻ cũng như là có những cái thành công để truyền cảm hứng truyền cảm hứng đến với các anh chị ngày hôm nay và rất là mong là với những cái sự chia sẻ và những cái uh, kết quả của Tú anh chị nha Và nhớ kết quả của Tú là không phải là điển hình nha Mỗi anh chị khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau Phụ thuộc vào sự nỗ lực Và kiên trì kiên nhẫn hành động của từng người Sự tập trung nghiêm túc của từng người Thì sẽ cho kết quả khác nhau Nhưng nếu các anh chị đi trên cái hành trình Mà Tú và các anh chị chủ nhóm Định hướng hoạch định cho các anh chị Thì tôi tin chắc người thành công tiếp theo là các anh chị Nó chỉ nằm ở vấn đề thời gian thôi anh chị Và hãy cho phép bản thân mình được học lại Được bắt đầu lại Một cái hành trình mới Bây giờ các anh chị học 18 năm, hai mươi mấy năm, có cái bằng để làm thuê. Vậy bây giờ các anh chị làm học làm chủ cuộc đời của mình. Các anh chị có sẵn sàng dành, ra, dành ra nhất từ 8 tháng cho tới một năm. Và lâu nhất là hai năm để các anh chị bắt đầu lại và xây dựng cho mình một cái hành trình mới và một cái sự nghiệp cũng như một cái công việc kinh doanh, một cái định hướng mới, một cái con đường mới. Để từ nay về sau các anh chị không lo lắng gì về tiền không ạ? Chứ bây giờ học 18, hai mấy năm anh chị sẵn sàng đầu tư thời gian công sức tiền bạc quá chờ ra có cái bằng để làm thuê năm 10 triệu. Còn giờ ở đây mình làm chủ cuộc đời của mình thì mình cần phải đầu tư thời gian chứ. mình không sẵn sàng thì mình sẽ quay về cái với cuộc sống cũ thôi anh chị nha. Còn nếu anh chị sẵn sàng thì cái kết quả vô cùng ngọt ngào và xứng đáng. Được không ạ? Mà tôi rất là mong muốn là các anh chị hãy nhìn về tương lai và nhìn về cái bản mục tiêu ước mơ của mình. Và hãy gì ạ? Nhớ lý do vì sao mà các anh chị mong muốn À, gọi là mong muốn thay đổi cuộc sống là gì nha. Để là mình có được những cái quyết định mạnh mẽ hơn, tham gia vào nhóm rèn luyện anh chị nha. Thì các anh chị có thể hỏi những trưởng nhóm của mình cái kích, cái điều kiện tham dự không ạ. Và tôi mong rằng những cái kết quả của tôi những cái sự chia sẻ của tôi trong buổi tối ngày hôm nay sẽ truyền cảm hứng với các anh chị giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn, mạnh dạng hơn. Thay đổi ngay bây giờ và mãi mãi anh chị. Ừ. rồi xin chào hẹn gặp tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai và tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị trong cái quy luật đầu tiên Quy luật trong ngoài Trong buổi tối ngày ngoài Mai anh chị nha Rồi cảm ơn chị rất là nhiều Bye bye